diễn viên Hoàng Anh huê đổi quốc tịch nước ngoài, đổi bỏ tiếng Việt gây phẫn nộ. Phát ngôn mới nhất của Hoàng Anh về việc đổi quốc tịch nước ngoài khiến dân tình không khỏi bức xúc. Hiện bài viết của nam diễn viên đang được chia sẻ ép bàn tán trên khắp cõi mạng. Sau hôn ào ly hôn, Hoàng Anh hạn chế chia sẻ về chuyện đời tư lên mạng xã hội vì thường xuyên nhận về những bất luận, nhận xét tiêu cực làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Cho đến mới đây, Hoàng Anh gây chú ý khi đăng bài thông báo đã nhập tịch nước ngoài sau hơn 5 năm sang sinh sống. Đây là lần hiếm hoi anh chia sẻ về chuyện đời tư kể từ khi bước ra hỏi cuộc hôn nhân với vợ cũ. Trước bài đăng liên quan đến sự việc này, anh gây phẫn nộ khi đưa ra phát ngôn. Giờ đừng hay gọi tôi với Nguyễn Hoàng Anh như trước nữa mà hãy gọi tôi với tên khác. Hoàng Anh Nguyên Đọc ngược lại và bỏ dấu nhớ nhé. Trước đó nhiều sao Việt như Thanh Thảo, Kim Hiền, Ngọc Quyền, Phạm Hánh Hưng, Bé Xuân Mai cũng thông báo là nhập tịch nước ngoài như đa số họ chia sẻ héo léo, nhẹ nhàng chứ không phải phủ nhận cả tiếng Việt như Hoàng Anh. Bên dưới bài viết của nam diễn viên, nhiều người để lại những góp ý, nhưng anh lại tỏ thái độ phớt lờ sau hơn một ngày đăng tải bài viết gây tranh cãi và vẫn còn xuất hiện trên trang cá nhân của Hoàng Anh. Theo chia sẻ, nam diễn viên sánh đôi cùng Thấm Bê Bê. Trong ngày nhận giấy chứng nhận quốc tịch nước ngoài, nam diễn viên cho biết Thấm Bê Bê luôn đồng hành giúp đỡ anh ngay cả khi hầu hết người thân bạn bè quay mặt đi. Diễn viên chưa biết thời gian qua ở ảnh ít dùng mạng xã hội vì sợ đối mặt dư luận. Dù truy đồn ào với vợ cũ đã lắng xuống, anh và Thủy Thản bị anti-fan tấn công và các bình luận tiêu cực. Bốn năm qua, hàng anh trải qua nhiều giai đoạn khó hành. Có lúc trầm cảm, thời gian đầu anh loay khoay không biết làm gì để mù sinh trên đất khách, cho đến khi được giới thiệu một số công việc lúc ra đi. Hoàng Anh chỉ có hai bàn tay trắng nên hoang mang mất phương hướng. Anh ấy cố gắng làm việc gần 3 năm nay để xây dựng cuộc sống làm chỗ dựa cho người thân ở quê. Thắm BB từng nói, An Anh đã làm cùng lúc nhiều việc để trang trải cuộc sống như chạy xe Uber, bán hàng online, quản lý khách sạn, anh từng gặp chữa ngày vì từ tì chưa theo tiếng anh nhưng vừa dần cải thiện thu nhập từ công việc quản lý hát sản ổn định giúp anh duy trì mức sống bình thường thu nhập từ công việc quản lý hát sản ổn định giúp anh duy trì được cuộc sống bình thường mua xe trả góp các con dư gửi về biếu mẹ sắp tới hoặc anh cũng có kế hoạch cân đối Chi tiêu để chuẩn bị mua nhà. Hoàng Anh sinh năm 1984, gây chú ý với khán giả khi góc mặt trong bộ phim như Đam mê Khoa Nắng, Cô Thắm về Làng, Gào Nếp Gào Tể, Cuộc Chiến hoa Hồng. Vào tháng 2 năm 2017, Hoàng Anh quyết định lập gia đình cùng Quỳnh Như, một Việt Kiều không hoạt động showbiz, tháng 4 năm 2019, giữa lúc sự nghiệp đang lên đà thăng tiến, Hoàng Anh sẽ nước ngoài định cư và tạm ngưng tất cả các hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, dưới đàn đầu sinh sống, nơi đất khách quê người, hoàng anh tập trung. Thời gian để làm nội trợ, anh chủ động giúp vợ những công việc như làm vườn, bán hàng online, chăm sóc con gái đầu lòng. Nên diễn viên từng chia sẻ anh không muốn vợ mình vất vả. Từ khi gia đình đoàn tụ, Hoàng Anh chủ động làm mọi việc mỗi khi Quỳnh Như vắng nhà. Tuy nhiên hạnh phúc chẳng kéo dài lâu vào tháng 12 năm 2020. Hoàng Anh và Quỳnh Như đã xác nhận tan vỡ kèm theo hàng loạt tin đồn ồn ào đấu tố không khôi kết. Theo nam diễn viên nguyên tắc vợ chồng ăn được ai nấy đi. Theo nam diễn viên nguyên nhân vợ chồng ăn được ai nấy đi về những vấn đề trong đời sống hôn nhân diễn ra trong thời gian dài, anh hẳn định không có người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân cả hai. Mối quan hệ vợ chồng đã trục chặt từ lâu đến lúc không thể hành gánh được, không có sự lôi kéo của người khác, không có chuyện tôi bỏ rơi vợ cũ để theo tình nhân mới. Hoàng Anh chia sẻ, cuối cùng quần như cũng được quyền nuôi con gái nào diễn viên du cấp 500 USD một tháng.